bà Nguyễn Thị Hồng Huệ, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Cảnh cho biết, người khởi xướng ra mô hình thầy cô tương trợ học sinh thấm đậm nghĩa tình này chính là cô Trương Thị Mềm, giáo viên Anh văn của trường. Cái cơ duyên mà để cho nhóm giáo viên chúng tôi thực hiện cái mô hình này, đó là trong cái quá trình giảng dạy thì thường xuyên tiếp xúc với các em, thì cũng có trao đổi và tìm hiểu, thì nhận mới thấy biết là các em có một số em thường xuyên là nhìn ánh sáng, và một số em thì hoàn cảnh gia đình rất là khó khăn, nên là trước những cái hoàn cảnh đó thì bản thân chúng tôi rất là trăn trở và đã động viên, đã học các cái đồng nghiệp có cùng một cái suy nghĩ với nhau để thành lập một cái nhóm, cái nguồn quỹ để giúp cho các em. Nhóm ưu tiên chọn những em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như mồ côi cha mẹ, phải sống dựa vào ông bà, hoặc gia đình nghèo khó, cha mẹ phải đi làm ăn phương xa. Mỗi tháng, nhóm sẽ tặng nhu yếu phẩm gồm gạo, bánh, sữa tặng cho khoảng 8 em học sinh. Được nhận món quà ấm áp nghĩa tình cùng với sự quan tâm động viên của thầy cô đã để lại trong lòng nhiều em học sinh cảm xúc tích cực. Khi em nhận được những phần quà này, em rất là cảm kích và biết ơn thầy cô. Những phần quà này mang đến cho em sự ấm áp trong cái cuộc sống này, và em hy vọng là những phần quà ý nghĩa này sẽ được trao tặng nhiều hơn cho các bạn gặp khó khăn như em. Nhiều em học sinh thổ lộ, các em đã học được rất nhiều điều thiết thực từ món quà của thầy cô. Đó là những bài học về sự yêu thương, đoàn kết, biết sẻ chia với những ai khó khăn hơn mình. Từ những phần quà của thầy cô thì cũng như là cái tấm lòng này tiếp thêm cho em một cái sự động viên và một cái động lực to lớn, cũng như là một niềm tin, ý chí vươn lên để em có thể cố gắng hơn trong học tập, để không phụ lại tấm lòng của thầy cô. Và em quyết tâm là sau này em sẽ trở thành một người có ích cho xã hội, có được một công việc ổn định để em có thể quay trở lại giúp lại những hoàn cảnh khó khăn. Cứ vậy, nhờ mô hình thấm đượm nghĩa tình này mà nhiều em học sinh đã học được nhiều bài học hữu ích và quyết tâm nỗ lực hơn nữa trong học tập để không phụ những ân tình của thầy cô đã dành cho mình. Còn các thầy cô thì chia sẻ, mỗi khi nghĩ đến sự hỗ trợ của mình giúp các em học sinh thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn là thấy tâm mình bình an và hạnh phúc, nên sẽ duy trì việc làm nghĩa tình này.